Theo dự kiến thì ngày 1 tháng 1 2023 chúng ta sẽ được gặp nhau trên sóng livestream của fanpage Kim và Quỷ Kiếm Đắc Kỳ. Nếu đúng như lịch trình thì 5 ngày nữa chúng ta sẽ có mic và cam. Và chúng ta sẽ khởi đầu vào năm mới, tuổi mới, cuộc hành trình mới, tất cả đều mới. Livestreamer Việt Nam sẽ đón nhận một thành viên mới là Quỷ Đá Đa Kiền. Mọi thứ đang đến rất gần rồi. Cùng nhau thực hiện ước mơ thôi nào. Trở lại với trận đấu thì hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với kẻ lưu đày. Theo như tôi đã nói thì con Quỷ Đá Đắc Kỳ này là một bản nâng cấp VIP Pro hơn của con River nên là nó tuổi lon. Mấy level đầu mình đánh đéo lại con chó mù này đâu nên là cứ nhường cho nó đẩy trước đi. Mình sẽ bổ quay vào đầu nó vào level 4. Một big quay tràn trụ và con chó mù này đánh rất lâu lùn. Đi mẹ mà. Nhận thấy sự lão lồn của con River này nên con Diana đã từ trong rừng lao ra đập thẳng vào đầu con chó ngu này. Cút con mái em đi. Quy 1 trúng, quy 2 hụt, quy 3 hụt luôn. Con chó ngu này nó đang lầm lay kiếm góc để dồn combo tô nhưng mà đi con mẹ mà lầm lồn rồi có cơ hội đấy. Con mẹ mà chạy thế lồn nào mà nhanh bằng tao được. Đánh với con chó ngu River này các bạn phải giữ khoảng cách, chứ nếu mà bị nó áp sát được là các bạn cú luôn đấy. Cái phạm vi combo của nó khá là hẹp, đéo là gì so với cái bộ combo của mình rộng vãi lồn ra. Nên đéo việc gì các bạn phải tiếp cận con chó ngu này để làm cái lồn gì cả. Cứ giữ khoảng cách với nó thì nó cũng đéo làm được cái lồn gì mình đâu. Cứ việc đứng từ xa mà bổ quỳ thẳng vào đầu nó thôi. Chết con mẹ mà chưa con chó ngu. Chạy nhanh lên chó ngu. Cứ áp dụng những công thức như thế thì nó chỉ có cút thôi. Có vẻ như là con chó ngu này đã cay cú bởi vì bị tôi solo kill và bây giờ nó đang cố gắng tìm mọi cách để giết được tôi. Nhưng có vẻ như là nó không biết một điều rằng tôi là bản nâng cấp VIP Pro hơn của nó nên là đi có mẹ mà đuổi tới đéo nào được. Con chó ngu này nó vẫn đang rất cay cú và bằng mọi giá nó phải hạ gục và kết liễu được tôi pha này, nếu không thì con mẹ tối nó về nó nằm mơ thấy con A-chóc của tôi mà. Đi con mẹ mày đần vãi lồn. Chắc tối nó về mơ gặp thằng nào có cánh cầm cái kiếm to vãi lồn đập vào đầu nó mất. Sau mà pha cay cố trả thù tôi bất thành thì con chó mù này coi như đã bị ao khỏi cái trận đấu này luôn rồi. Bây giờ tôi mới để ý là ông Diana cũng tên là Quỷ Đá Nha Trang. Thì vậy, game này có tận 4 quỷ đá. Vậy thì còn cơ hội nào cho team bạn nữa? Thấy sức mạnh của những con quỷ đá như thằng lồn. Đi mẹ mày con kẻ lưu đày mù lồn. Cháu Đỗ Minh Thắng mà thấy được cái video này của chú thì cho chú xin lỗi nhá. Xin lỗi vì đã làm cù cây cú nhớ. Có vẻ như là Quỷ Đá Nha Trang của chúng ta đang cần trợ giúp ở khu vực Blue. Quy 1 tốt. Trời ơi, quy gì là ác chưa. Quy 3 luôn. Kể từ cái giây phút này thì không thấy cháu Đỗ Minh Thắng chat on lên nữa. Quỷ đá tới rồi đây mấy con chó ngu. Né. 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 Ơ cái địt con mẹ Nghi Văn Hắt cái thằng lầu xe rát này vãi lồn thế nhờ. Địt con mẹ bây giờ lắm tuôn vãi lồn. Cứ vào răn là thằng lầu nào thằng lầu nấy nó mẹ lạng lách đánh võng đéo khác gì Faker nhập ấy. Kinh vãi lồn. Đánh bắn cái lầu mẹ nhà mày chứ bắn. Bố mày là người kết thúc thế giới chạy nhanh con mẹ tụi mày lên. Con mẹ nó đóng cái lồng ngay cái ổ súng của thằng Heimerdinger. Combo ulti của hai thằng Serat với gì hình như thiên la địa võng vậy. Mẹ lắt mệt nữa rồi. Therese và Quỷ Đá Nha Trang là người phải nằm xuống trong cuộc giao tranh này. 2-1. À, lâu lắm rồi mới gặp lại mày đấy con chó ngu ạ. Sức mạnh hiện tại đang là sự cách biệt quá lớn giữa tôi và con chó ngu này. Nên nó chẳng thể nào làm được một cái lồn gì khác ngoài việc co cẳng lên mà chạy thôi.
Trang bị của trận này là vỏ bọc thích nghi và rìu bắn xà nha mọi người. Tôi và quỷ đá Nha Trang đang ngồi chờ upshot con chó ngu Raven một lần nữa. Chị còn để ý mẹ mà chưa con chó ngu. Trong khu cậu tội vãi lồn. Chưa cái tật mà chat ồn lên đi nhớ. Quỷ đá Nha Trang rờ cái gì đấy? Vào đây mà ăn này mấy con chó ngu. Phát minh lỗi là kia đã phải nằm xuống. Ơ cái địt con mẹ thằng lồn nó đê này có tồn không nó nhỏ. Con mẹ mà bắn ảo thật đấy. Như tôi đã nói thì con chó ngu này bây giờ chẳng còn một cái tác dụng cạc gì trong cái game này cả. Việc bây giờ của nó chỉ là chạy lòng vòng xong rồi lại tự lăn ra chết thôi. Đúng là con chó ngu mà. Số lượng của Harvey bây giờ là không cân đối khi mà nằm với bà, team nó chẳng có cơ hội nào để cướp con baron này của tôi cả. Chó Ngoserat này vẫn né rất mượt nhá. Để biết là con chó ngu Serat này có tuôn hay không, nhưng mà vì cái thái độ láo lồn của nó, tôi sẽ tặng nó một phiếu bé ngu bằng cách report nó. Đi cứ mẹ mày con chó ngu à. Vũ kiếm sư Relia đã nhảy múa tung tăng bên trong đội hình của địch. Và cô ấy đã quyết định ôm bồm cảm tử cùng con chó ngu Serat. Lùi ra ngoài nào. Chết con mẹ từ mày rồi, những con chó ngu. Tầm này rồi thì ai có thể cản bước được quỷ đá đắc kỳ nữa hả những con chó ngu. Chạy đi đâu bây giờ Hanzihin? Quay sạch. 4-5, chỉ cần một quỷ đá có thể mang được cái team này đến chiến thắng rồi thì thử hỏi nếu cả hai con quỷ đá cùng lên một lúc thì ai có thể là người ngăn cản được. Con chó ngu Serat bắn vẫn đéo hụt phát nào, nhưng cái tuôn rẽ rách của nó cũng chẳng thể nào mang lại được chiến thắng cho nó. Và như tôi đã nói thì chỉ có những con chó ngu mới phải xài tuôn thôi. Xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và theo dõi tôi. Đừng quên chia sẻ bài viết này về trang cá nhân, tôi sẽ đi đến từng bài viết để thả tim cho mọi người. Xin cảm ơn.